Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cách sút knuckleball. Oh shit. Cắt. Trở lại với channel của mình, và sau một tháng tập luyện cũng như nghiên cứu với knuckleball thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hoàn chỉnh knuckleball chỉ trong vòng 5 phút. Let's go. Knuckleball là một kỹ thuật sút rất hiểm hóc và được rất nhiều các cầu thủ bóng đá trên thế giới sử dụng khi thi đấu, và nó mang lại hiệu quả rất cao. Và ngay sau đây chúng ta sẽ điểm qua những cú sút knuckleball hiểm hóc đó. It is David Luiz. Oh, extraordinary goal. Khi các cầu thủ tác động một lực rất mạnh vào trái bóng, và nếu đúng điểm, đúng kỹ thuật thì chúng ta sẽ có một đường bóng rất khó đoán và làm cho tất cả các thủ môn phải khiếp sợ. Khoa học cũng đã giải thích tại sao chúng ta lại có những đường bóng khó hiểu, khó đoán đến như vậy. Knuckleball sinh ra khi trái bóng bay trên không, không hề xoáy và được tác dụng bởi các luồng không khí. Chính vì thế tạo ra các đường bóng khác nhau. Chúng ta có rất nhiều kiểu sút knuckleball khác nhau, và đây cũng chính là kỹ thuật khó nhất trong tất cả các loại kỹ thuật sút bóng. Để có được những cú sút knuckleball thành công, chúng ta cần lưu ý 3 phần chính. Phần đầu tiên, lấy đà. Theo kinh nghiệm của mình thì mình thường lấy đà với 3 bước chân, và tiếp đó mình sẽ lưu ý về hướng sút. Ví dụ khi mà mình hướng sút vào góc chữ A thì mình sẽ đứng hướng và nhìn vào góc chữ A và sút theo đó. Phần quan trọng nhất trong bước lấy đà đó chính là bước chạy. Bước chạy ở đây với 3 bước thì chúng ta sẽ chạy bằng mũi chân. Khi chúng ta thực hiện bước chạy bằng mũi chân thì chúng ta sẽ tiến đến trái bóng với một tốc độ rất lớn, và đây chính là điểm rất quan trọng để chúng ta có lực sút mạnh. Và phần tiếp theo đó chính là phần điểm chạm. Trước khi chúng ta chạm bóng, chúng ta sẽ phải để ý đến chân trụ. Ở đây chân trụ của tôi là chân trái, và chân trụ luôn luôn cách bóng một cỡ một khoảng gang tay. Khi chúng ta văng chân, chúng ta cần lưu ý điểm chạm trên bóng. Điểm chạm trên bóng sẽ là nằm ở giữa tâm của trái bóng. Phần tiếp theo đó là điểm chạm ở trên chân. Điểm chạm ở trên chân thì chúng ta sẽ chạm vào phần mu, phần cứng nhất trên chân, chính là phần này. Ngay khi chúng ta chạm vào bóng thì cổ chân của chúng ta phải khóa lại. Khóa lại bằng cách chúng ta căng hết cổ chân ra và lóc nó lại. Ngay sau khi chạm vào bóng thì chúng ta sẽ điều hướng văng chân của mình. Kinh nghiệm của mình thì mình thường văng chân theo dạng là lướt trên mặt cỏ, và khi đó chúng ta sẽ bắt đầu điều hướng của trái bóng. Khi chúng ta văng ở đây thì chúng ta có thể điều hướng lên trên hoặc điều hướng đi thẳng qua trái bóng để tạo ra những hiệu ứng khác nhau của knuckleball. Rất nhiều người đã hỏi mình là khi chúng ta chạm vào bóng, chúng ta có nên dừng lại tức thì để bóng có thể đi theo một cái hướng khó đoán hay không? Và câu trả lời là không. Ở đây khi chúng ta sút knuckleball, chúng ta phải đi qua bóng. Là gì? Là khi chúng ta sút theo hướng của mình mong muốn, và cả cơ thể và người phải đi theo. Lúc đó thì trái bóng mới đi với đúng cái quỹ đạo chúng ta mong muốn. Vậy là về cơ bản mình đã hướng dẫn tất cả mọi người cách sút knuckleball. Và lời khuyên cuối cùng mình muốn dành đến cho tất cả mọi người đó là hãy tập luyện ổn định và chăm chỉ. Bởi vì chỉ khi đều đặn và ổn định thì bạn mới có thể thấy là mình có tiến bộ hay không. Và một điều nữa, đừng quan tâm là bạn tập bằng trái bóng nào hay bằng đôi giày nào. Bởi vì điều quan trọng ở đây đó là bạn có thể duy trì được độ tập luyện ổn định của mình hay không. Và mình sẽ kết thúc video ở đây. Và nếu vẫn còn nhiều câu hỏi khác về knuckleball, đừng ngại ngần comment ở bên dưới và mình sẽ trả lời tất cả những câu hỏi đó của các bạn. Và nếu thấy channel của mình thú vị và muốn xem thêm nhiều video hay ho hơn về bóng đá thì đừng quên đăng ký kênh của mình. Và trước khi tắt màn hình, hãy like, share nếu mà thấy video này hay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video lần sau. Bye.